Hello anh em, hôm nay mình làm cái video lấy dấu cam của xe Kia Morning nha, từ đời 2009 đến đời 2012 nha các bạn. Kia Morning đèn tròn á, cái đèn bên đây mình tháo rồi. Kia Morning đèn tròn đây. Rồi, thì để mình vào thẳng vấn đề luôn. Có chưa? Cái dấu cam đây các bạn. Cam thì chốt la quét nó đứng lên trên nha. Đây. Còn mình lấy từ đây nè, chỗ cái trên cái nhông cam đó nó có một cái dấu nha các bạn. Nhông cam thì nó sẽ ăn thẳng vào bên cái mặt máy đây nha. Đây, thẳng vào bên mặt máy. Rồi xuống phía dưới nhông trục cơ cúp máy nha các bạn. Nè. Chỗ này nó cũng có một cái dấu đây. Mình vừa đánh cái bút số cho nó rõ đó các bạn. Ở trong nó qua ăn vào bên này nha. Rồi trục cơ cúp máy thì nằm hướng đó. Thì tính ra nó cũng đơn giản đó các bạn. Dấu cam con này nó không có cái gì khó đâu. Và cò của con này thì cò chỉnh, cò xe bắp thì chỉnh nha các bạn. Chỉnh cò nha. Thì cái xe này nó chạy bị hao nước với lại nóng nước đó các bạn. Thì mình mở cái mặt máy ra mình thay cái ron nha. Với lại cái ống ở chỗ phía của mặt máy đây nó bị gãy chùi lủi rồi, đây phải mở ra đóng cái ống lại nha, làm cái ống lại, làm thêm cái phần máy lạnh nữa nè. Máy lạnh nó không có lạnh á, cái này phải thay lọc rồi xúc vàng châm nhất lóc nữa nha. Còn cái phần gầm thì phục dúng mình đã mở ra rồi, phục thì nó cũng hư rồi các bạn, nhúng ở đây hư rồi nha. Còn cái mấy cái đầu rô tin đây, mấy cái đầu rô tin thì nó bể hết rồi nè, bể chất bụi hết rồi, lỏng hết rồi, khô một bờ luôn rồi. Láp nó mở ra cái nó rớt luôn các bạn. Đây nè, láp chạy đây, mở ra cái nó rớt cái láp ra ngoài luôn. Còn bên phần máy thì nó nhớt rồi, nó cũng chảy tùm lum hết đây. Cái này mình đang mở ra các bạn, là cũng hơi lâu nha. Thay lồng về lồng rồi đây, đồ thì mình lấy sẵn rồi. Còn ở trên cái bill thì trên cái phần báo giá mình cũng đã làm xong hết rồi đây, một sớ dài đây. Và chiếc này thì dự định làm khoảng một tuần đó các bạn, tại vì làm tổng thể xe mà nên nó hơi lâu xíu nha, máy lạnh làm gầm rồi làm bên cái phần máy nữa. Và cái mặt máy thì mình đã mở ra rồi nha các bạn. Đây, mở ra mới phát hiện, mình mở luôn cái bơm nước đây, cái bơm nước, cái cánh quạt nó chùi lũ luôn nha các bạn, nó gãy hết cánh rồi nha, không còn cánh nào luôn. Đây vừa mới mở ra. Anh em cũng chú ý cái phần này nha, tại vì cái bơm nước á mà nó không có cái cánh quạt để nó đẩy nước đi á thì nó hay bị nóng nước nha các bạn. Cái phần này cũng chú ý nha. Máy mình đây, mở ra đây. Máy đây. Rồi. Đang chỉnh sửa thêm cái phòng cái kèn nha các bạn. Cái này anh chú xe cho anh ra anh tự hút bụi luôn. Hồi sáng rửa xong rồi, giờ anh ra anh hút luôn, cho anh tự dọn xe luôn.
sạch sẽ là thắt sạch sẽ thơm tho rồi, cũng thơm luôn. Như mới luôn anh. Mấy cái ghế bằng nỉ á, lắm bụi hơi bị nhiều. Xong rồi các bạn, giờ chỉnh cái càng xíu nữa là giao xe nha. Gia ra mình thì làm anh em thì cũng dễ tính thôi các bạn. Cứ chủ xe lên yêu cầu làm cái gì thì mình làm cái đó thôi. Quét bóng lớp rồi rửa xe bên ngoài đây. Thì cái xe nó hơi cũ xíu nhưng mà mình nó sạch sẽ là được các bạn. Thơm rồi đúng không? À thơm. Tại ảnh tới lấy xe gấp đó các bạn, mình không biết trước á, nên chưa có chuẩn bị kịp nha. Đấy thì nó còn dơ, anh hút bụi luôn. Muốn mà cái tắp bi mà bóng nhanh kịp thời thì chúng ta dùng cái chai Toyo nha. Xịt lên tắp, trên tắp bi, anh xịt thử luôn anh, cho các bạn xem. Đâu xịt lên trên tắp bi á. Đây ạ. Ừ đúng rồi, xịt rồi xong lấy cái khăn lau anh. Giờ tự dọn. Xịt ra, xịt cho nó ướt luôn, nhiều nhiều vậy. Xịt nhiều vậy. Hết mất rồi. Đó, xịt đi. Lau lên là xịt xong mà cho nó ngấm vô một xíu rồi lau cũng được anh. Này nó sạch nè. Ừ, xịt lên là nó bóng liền, đen đen là liền. Ừ, cái loại này hay đấy. Rồi, như mới đúng không? À, cái loại này lo cũng biết sạch này. Ở đâu bán này vậy ta? Đây lát em lấy cho anh chơi. Cái này làm cho các bạn xem. Giờ tự dọn cái xe cho nó sạch đẹp rồi đi tới luôn. Bóng như mới luôn đó. Cái đó anh chưa xịt đậm á, nếu mà xịt đậm lên á nó lên nhanh lắm. Đậm lắm. Ok lắm. Còn cái cánh bên đây chưa xịt nha các bạn. Rồi. Thì cái này để mình đi lấy cho anh một cái chai về nhà anh tự dọn. Rồi vào video đó là kết thúc. Thank you các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.